chính các giá trị cốt lõi của một bất động sản hàng hiệu thứ thiệt. Khi gần như mọi yếu tố của dự án đều được đầu tư và chăm chút tỉ mỉ, đạt đến chuẩn cao cấp của khách sạn 5 sao. Dự án bao gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng với cao độ trần tại các tầng căn hộ từ 3,4m đến 4,15m, trong khi các dự án lân cận chỉ đạt trung bình 2,7m đến 3,1m. Chính cao độ hiếm có này, cùng kiến trúc phun kính chạm sàn, kịch trần, cộng hưởng với sự tinh xảo trong thiết kế và cao cấp về chất liệu nội thất mang âm hưởng hoàng kim Dubai xa xỉ, đã mang tới cho mỗi căn Sky Villa của Noble Crypto Tây Hồ một diện mạo sang chảnh, lịch lãm tựa những sảnh chờ của các khách sạn 5 sao đẳng cấp. Tuy nhiên, các hé lộ về không gian đậm chất dinh thự trên không của các căn Sky Villa triệu đô với bể bơi và khu vực tắm nắng, thư giãn, được bố trí liền kề với khoảng vườn chân mây xanh mướt giữa trời mây khoáng hoạt cùng hệ thống các tiện ích riêng tư nhưng đủ đầy, khu thưởng thức rượu và xì gà quầy pha chế, phòng nghe nhạc và chiếu phim tại gia. Như một tiểu resort đích thực mới là điều khiến người ta phải kinh ngạc. Bên cạnh việc sở hữu tầm nhìn panorama, hưởng chọn tầm view cực phẩm ra sông Hồng, Hồ Tây, sân tập golf 18 hố Sipucha và khu phức hợp Sunshine Wonder Tower có tòa tháp cao thứ ba Việt Nam dự kiến trong tương lai sẽ bừng sáng trong cuộc chơi ánh sáng và công nghệ tựa tháp Burj Khalifa tại Dubai hoa lệ hàng đêm. Chưa kể đến, chất hàng hiệu của dự án còn được Sunshine Group kỳ công đầu tư đến mức đo ni đóng giày cho từng nhóm không gian. Thông qua việc sẽ ra mắt 5 bộ sưu tập biệt thự trên không cùng gần 20 biến thể về style nội thất đi kèm. Với mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện kể đầy cảm hứng về nghệ thuật sống thượng lưu của giới tinh hoa. Tổng quan dự án Tên dự án Noble Crystal Tây Hồ Chủ đầu tư Tập đoàn Sunshine Group Vị trí dự án Khu đô thị Sipucha Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội Nhà thầu xây dựng Smart Construction Group SCG. Quy mô: 5 tòa tháp, mỗi tòa 40 tầng. Tổng diện tích: 50,850 m2. Tổng diện tích sàn: 450.000 m2. Mật độ xây dựng: 25,7%. Loại hình: biệt thự trên không, Sky Villa, căn hộ duplex cao cấp, shop thương mại, biệt thự đơn lập, song lập. Quy mô: 452 căn Sky Villa, 498 căn duplex khoảng 54 căn shop house, 24 biệt thự đơn lập, 36 biệt thự song lập. Triển khai, quý 1 năm 2023. Noble Crypto biệt thự trên không nơi mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng xa hoa, đẳng cấp giữa không trung. Một siêu phẩm đỉnh cao từ tập đoàn Sunshine Group tại trung tâm khu đô thị Sipucha, Hà Nội. Cùng với đó là các công nghệ tân tiến hàng đầu thế giới lần đầu tiên được áp dụng cho một dự án nhà ở tại Việt Nam như hệ thống điều hòa lọc và cung cấp không khí tươi tạo mùi hương với kịch bản hương thơm đã được lập trình theo sở thích cá nhân của từng gia chủ, công nghệ Invisible Cooktop và sàn sưởi tại phòng tắm Master, bể bơi cắt nén trong khuôn viên từng căn Sky Villa. Kết hợp với các giải pháp thông minh đậm chất Smart Living, được nâng cấp cho từng không gian cao cấp như công nghệ giấu bếp bên dưới mặt ceramic cao cấp, có khả năng chống xước, mai mòn và khử khuẩn cao hơn đá tự nhiên, hệ thống rèm cửa cảm biến theo sắc độ đậm, nhạt của ánh nắng. Hệ thống đèn spotlight với ánh sáng có CRI, chỉ số hoàn màu cao nhất, mang đến tính trung thực hoàn hảo của đồ vật được chiếu sáng, hành lang giữa các căn Sky Villa được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Đặc biệt, Sunshine Group sẽ ký hợp tác chiến lược với một thương hiệu nội thất danh tiếng đến từ Italia để tăng thêm các giá trị mang dấu ấn signature cho Noble Crypto nói riêng và các dự án bất động sản hàng hiệu cao cấp mang thương hiệu Sunshine nói chung, thông tin đã được công bố trong năm 2024 resort nội đô với hệ thống tiện ích 5 sao quốc tế đẳng cấp nhất khu vực Tây Hồ Tây. Là một khu phức hợp sky villa quy mô tầm cỡ nhất Hà Nội, nhưng mật độ xây dựng chỉ 25,7% thấp so với chỉ số trung bình của các dự án cùng khu vực. Noble Crypto đặc biệt chú trọng kiến tạo các không gian mang tính chất wellness resort, vận dụng tối đa liệu pháp thủy mộc từ các tiện ích riêng tư trong từng căn sky villa, cho tới hệ thống hơn 50 tiện ích được phân bổ hài hòa từ cảnh quan nội khu, các cụm tiện ích khối đế trên tầng thượng đến các tầng đan sen trên không trung. Đi kèm theo đó là các dịch vụ phục vụ đặc quyền One Sky Villa, One Service mang tính chất cá nhân hóa, phục vụ nhu cầu của từng gia chủ, mang đến một đẳng cấp nghỉ dưỡng nội đô thực sự vượt xa tưởng tượng. Được bố trí ở sân thượng tầng thứ 40, kéo dài xuyên suốt ba tòa tháp trung tâm S2, S3, S4, Rooftop Infinity Pool của Noble Crypto sau khi hoàn thành sẽ trở thành bể bơi mái cao và dài nhất khu vực Tây Hồ Tây với chiều dài khoảng hơn 30 mét cùng với sàn tắm nắng, sky bar, rooftop cafe, vườn dạo bộ trên không, đài quan sát. Cụm tiện ích thượng đỉnh này sẽ mang tới cho các thượng khách một cảm giác tận hưởng choáng ngợp giữa tầng không khoáng đạt. Ngoài ra, trên nóc tầng thượng 40 của hai tòa tà hữu S1, S5 cũng được bố trí hai bể mái và các vườn cảnh. Cùng với khu vực bể bơi trung tâm tại S2, S3, S4 tạo nên một tổng thể sinh thái tầng thượng xanh mát giữa bao la nắng gió, mây trời tổ hợp nhà hàng ẩm thực 5 sao, Sky Bar, Cà phê, Sky Garden, khu spa và beauty salon phong cách cung đình, King Club dành riêng cho các yếu nhân với rượu vang và xì gà thượng hạng. Là điểm nhấn luxury chiếm trọn không gian toàn bộ tầng 39 của các tòa tháp. Điểm độc lạ có 102 của Noble Crystal còn đến từ tuyến phố mua sắm trên không đầu tiên và dài nhất khu vực Tây Hồ Tây, với tổng chiều dài khoảng 420 mét, bao gồm hai tầng thương mại dịch vụ ở độ cao từ 15 m lên đến gần 30 m so với mặt đất chạy xuyên năm tòa tháp, được phối trí theo phong cách pha trộn giữa phố cổ Hội An, Hà Nội 36 phố phường, các khu China thao nổi tiếng tại Singapore, Hồng Kông hay Sài Gòn chợ lớn. Trong tương lai, đây sẽ là nơi quy tụ của các shop thời trang và vật phẩm lưu niệm cao cấp. Các cửa hàng F&B đa dạng phong cách Á-Âu kết hợp với khu Game Center, F&B, Spa Gym và Fitness, Kid Garden. Ở khu vực khối đế, sẽ tạo ra những điểm check-in không những của thế hệ Gen Y, e, Z Hà Nội mà còn cả du khách quốc tế khi dự án hoàn thiện và đi vào hoạt động. Đồng thời, với một thiết kế mặt ngoài độc đáo, kết hợp giữa chất liệu kính và những thảm xanh thực vật, cùng công nghệ ánh sáng đã trở thành dấu ấn của các dự án nhà San sau khi hoàn thiện, Noble Crystal Tây Hồ sẽ là một tuyệt phẩm lộng lẫy bên sông Hồng, thừa hưởng trọn vẹn vượng khí phong thủy ngàn năm của giải đất tâm điểm trục thần đạo hồ Tây Ba Vì, cùng mọi lợi thế về quy hoạch, hạ tầng, giao thông khu vực Tây Hồ Tây. Noble Crypto đã sở xây dựng Hà Nội cấp phép xây dựng theo giấy phép số 19 ngày 11 tháng 8 năm 2023, cho phép bán cho người nước ngoài, theo công bố ngày 31 tháng 10 năm 2022 tại báo điện tử xây dựng và hiện đang được Sunshine Group triển khai thi công với tốc độ khẩn trương. Lộ diện dần khu phức hợp Sky Villa đầu tiên của Việt Nam với những tiêu chuẩn nghỉ dưỡng nội đô đẳng cấp 5 sao. Noble Crypto Tây Hồ dự án đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng cư dân tinh hoa thành đạt Hà Thành. Với mục tiêu kiến tạo không gian sống vượt trội và mang đến những tiện ích cao cấp thường chỉ có tại các khu nghỉ dưỡng hàng đầu, Noble Crypto Tây Hồ mở ra không gian sống đẳng cấp, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo. Dự án gợi nhắc về trải nghiệm nghỉ dưỡng với hàng loạt tiện ích độc đáo được may đo riêng cho giới tinh hoa Hà Thành. Noble Crypto Tây Hồ là một kiệt tác được kiến tạo tại nội khu đô thị Nam Thăng Long, dự án ghi dấu ấn bởi sự xa hoa, biểu tượng cho một cuộc sống thịnh vượng tại thủ đô. Điểm nổi bật tạo nên sức hút khó cưỡng phải kể tới tiện ích dự án như may đo riêng cho quý cư dân thời thượng. Dự án Noble Crypto được chủ đầu tư phát triển với những công trình đẳng cấp, thiết lập cuộc sống thượng lưu theo tiểu chuẩn quốc tế cho giới tinh anh Hà Thành. Trường học liên cấp quốc tế đầu tiên tại Hà Nội, sân golf, sân tennis, đại siêu thị, chuỗi shop house sang chảnh, hồ bơi liên hoàn nội khu, sân chơi dành cho trẻ em, vườn Hawaii, phòng karaoke, phòng y tế tại gia tiêu chuẩn 5 sao cổng vòm hoa